Ngày 15 tháng 3, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án để giải quyết các vấn đề dân sự. Cho biết tình hình đã ổn định, bị cáo Trương Mỹ Lan được hội đồng xét xử xét hỏi về các tài sản của gia đình bị cáo này và tài sản của các đơn vị liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chủ tọa phiên tòa hỏi bà Lan có ý kiến như thế nào liên quan đến căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110, 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, gia đình bà mua căn biệt thự này với giá khoảng 700 tỷ đồng, tương đương với 35 triệu đô la Mỹ và thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích. Bị cáo Lan nói, xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này, vì thứ nhất, đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích. Thứ hai là con gái của bị cáo đang thực hiện quá trình tu sửa 5 năm nay vẫn chưa xong, hiện còn đang dang dở. Kính xin hội đồng xét xử xem xét để gia đình bị cáo giữ lại căn biệt thự này. Liên quan đến căn biệt thự này, năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua công ty cổ phần Miner đã mua căn biệt thự nêu trên với giá 700 tỷ đồng và tiến hành trùng tu vào năm 2019. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt tạm giam, công trình trên đã ngừng thi công. Đối với dự án Capital Bridge Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội mà Trương Mỹ Lan đã ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn bán với giá 1 tỷ đô la Mỹ để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết dự án này đang thế chấp vay 230 triệu đô la Mỹ của các ngân hàng nước ngoài. Do đó, khi bán thành công dự án và trừ đi các khoản chi phí, trả nợ ngân hàng, thì phần còn lại sẽ nộp khắc phục hậu quả của vụ án. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng cho biết, đối với dự án này, con gái bị cáo đang giao bán 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thực tế đối tác tìm mua chỉ trả với giá khoảng 360 triệu đô la Mỹ, không có chuyện bán với giá 1 tỷ đô la Mỹ như bị cáo trình bày. Chủ tọa nói, hoặc bị cáo có chứng cứ tài liệu nào thể hiện dự án được đối tác đồng ý mua với giá cao thì cung cấp cho hội đồng xét xử xem xét. Chiều ngày 14 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm. Hội đồng xét xử xét hỏi yêu cầu của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Được xác định là bị hại trong vụ án, đại diện ngân hàng SCB đã có một số ý kiến về số tiền thiệt hại cũng như kiến nghị về tài sản. Ngân hàng SCB cho biết hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng tính đến ngày 5 tháng 3 năm 2024 là hơn 762.000 tỷ đồng chứ không phải hơn 498.000 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Ngân hàng SCB cho rằng vật chứng của vụ án là 1.166 tài sản. Về số tài sản này, SCB mong muốn tòa tuyên giao cho SCB toàn quyền tiếp quản, xử lý. Đối với những tài sản được xác định là vật chứng của vụ án có nguồn gốc sở hữu của SCB thì ngân hàng đề nghị hội đồng xét xử tuyên giao cho SCB xử lý. SCB đề nghị kê biên tài sản của các bị cáo trong vụ án cũng như những tổ chức, cá nhân liên quan. Đề nghị kê biên tài sản của bà Trương Mỹ Lan, tài sản của các cá nhân và công ty hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. SCB yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các công ty thẩm định giá do nâng khống giá trị tài sản, ghi lùi ngày chứng thư gây thiệt hại cho SCB. Với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết qua vụ án này đã rút ra nhiều kinh nghiệm về cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến các tổ chức tín dụng, cũng như cần có sự kết nối trong công tác thanh tra, nâng cao trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra, thành viên đoàn thanh tra. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng cần tăng cường phối hợp với các bộ ngành để tra soát các doanh nghiệp, phối hợp với công an khi phát hiện các hồ sơ có vấn đề, tăng cường trách nhiệm của bộ phận kiểm soát, nâng cao năng lực của ban kiểm soát. Tại tòa, vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết gia đình đang nợ hơn 1.500 tỷ đồng, mong muốn hội đồng xét xử tạo điều kiện thu hồi một số tài sản mà các cá nhân khác nợ ông Trí. Trong vụ án này, gia đình ông Nguyễn Cao Trí đã khắc phục hơn 657,5 tỷ đồng và 3,3 triệu đô la Mỹ. Số tiền còn lại là hơn 266 tỷ đồng, vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết sẽ khắc phục ngay trong giai đoạn xét xử để làm tình tiết giảm nhẹ cho ông Trí. Sáng 14 tháng 3, phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần hỏi của luật sư bảo vệ quyền lợi của nhóm bị cáo là những người liên quan và thành viên đoàn thanh tra do bà Đỗ Thị Nhàn làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng xoay quanh sai phạm của đoàn thanh tra tại ngân hàng SCB và hành vi nhận hối lộ 5,2 triệu USD. Cá nhân ông Nguyễn Văn Hưng đã từ chối một số câu hỏi của luật sư vì theo ông, những gì luật sư hỏi ông đã có trong nội dung khai với cơ quan điều tra và trình bày trước hội đồng xét xử. Tuy nhiên, ông Hưng thừa nhận trong hai lần thanh tra, đoàn thanh tra đều báo cáo kết quả thanh tra và ông Hưng cũng nhận được báo cáo ấy. Về tính trung thực của kết quả báo cáo, ông Hưng cho biết điều này phụ thuộc vào đoàn thanh tra và trưởng đoàn ký với tư cách đại diện. Bị cáo Hưng còn khẳng định không chủ động chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn sửa số liệu trong báo cáo gửi đến Ngân hàng Nhà nước. Trả lời một số câu hỏi liên quan đến kết luận thanh tra, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho biết bà Lan và gia đình nắm giữ 15% cổ phần, cộng với số cổ phần của bạn bè hơn 50%, tổng cộng trên 65%, nên bà Lan có quyền quyết định. Như vậy, nếu bà Lan không đồng ý thì các quyết định liên quan đến SCB không thông qua được. Liên quan thực hiện kết luận thanh tra, nội dung kết luận thanh tra đã được cáo trạng nêu. Nếu SCB thực hiện đúng như kết luận thanh tra thì đã không có ngày hôm nay. Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu giám sát đặc biệt với SCB, nhưng SCB không tuân thủ, thay đổi mô hình tổ chức, né tránh thanh tra. Luật sư tiếp tục hỏi bị cáo Đỗ Thị Nhàn liên quan đến lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Hưng. Bà Nhàn khẳng định, việc chỉ đạo chỉnh sửa số liệu do ông Hưng thực hiện, cụ thể, báo cáo kết quả thanh tra đợt 1 đã được trình lên cho ông Hưng để sử dụng trong việc trình bày nội dung chuẩn bị các cuộc họp sắp đến. Sau đó, ông Hưng chỉ đạo sửa số liệu. Còn về số tiền 5,2 triệu USD, nhắc đến việc này tôi rất xấu hổ, một phút nông nổi dẫn đến hậu quả không thể chấp nhận. Sau 4 lần nhận tiền từ Văn, tôi nhận ra mình có tội. Tôi gọi Văn đến trả lại nhưng Văn không đến nhận. Số tiền trên ban đầu là tôi để tại nhà, sau đó tôi về lo cho mẹ, nhà không an toàn nên gửi tại hai nơi khác, bà Nhàn trình bày. Cáo trạng xác định quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của ngân hàng SCB phát hiện qua thanh tra. SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu. Bà Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc ngân hàng SCB, trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền quà bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra. Ngày 14 tháng 3, các luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát 2 Ngân hàng Nhà nước, xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Hưng là cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước về các nội dung liên quan đến hành vi che giấu sai phạm cho SCB. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hưng khai là có nhận được báo cáo kết quả thanh tra SCB, nhưng tính trung thực của báo cáo ấy phụ thuộc vào đoàn thanh tra mà trưởng đoàn là bị cáo Nhàn ký với tư cách đại diện. Ông Hưng cho biết bản thân chỉ phụ trách ký quyết định thành lập và chỉ đạo thanh tra. Bản thân không chỉ đạo bị cáo Nhàn sửa đổi số liệu trong báo cáo thanh tra. Vị này cũng bác bỏ mọi liên quan đến việc làm sai lệch kết quả thanh tra hay là bỏ qua các sai phạm của SCB. Luật sư cho biết, bị cáo Nguyễn Văn Hưng từng nói bản thân rất suy nghĩ khi các thành viên đoàn thanh tra trước nay chưa từng vi phạm, nhưng vì ký quyết định của bị cáo mà dẫn đến ngày hôm nay. Bị cáo có suy nghĩ gì về việc này? Bị cáo Hưng cho rằng câu hỏi luật sư không có lợi cho bị cáo cùng các thành viên đoàn thanh tra nên không trả lời. Chủ tọa cũng lưu ý luật sư không làm xấu đi tình trạng của bị cáo. Đến lượt khai báo, Đỗ Thị Nhàn khẳng định được bị cáo Hưng chỉ đạo chỉnh sửa số liệu, như báo cáo kết quả thanh tra đợt 1 được trình lên cho Hưng để sử dụng trong việc trình nội dung chuẩn bị các cuộc họp, nhưng ông yêu cầu sửa. Luật sư hỏi có gì để chứng minh việc Hưng chỉ đạo do người này đang không thừa nhận. Bị cáo Nhàn khẳng định rằng bản báo cáo vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 cùng với các tài liệu liên quan đã đề xuất việc thành lập một bộ phận độc lập để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thanh tra. Tuy nhiên, bị cáo Hưng đã không chấp nhận đề xuất này, yêu cầu chỉ đạo sửa đổi các số liệu liên quan đến chỉ số an toàn của SCB, dẫn đến việc làm sai lệch kết quả thanh tra. Theo bà Nhàn, các tài liệu này đều được cơ quan điều tra thu thập. Theo hồ sơ vụ án năm 2018, đoàn thanh tra xác định SCB sai phạm tất cả các nội dung thanh tra, có nguy cơ mất vốn và cần phân loại nợ xấu, tức là nợ trong các nhóm 3, 4, 5, trích lập dự phòng với các khoản vay với 5 dự án và 20 nhóm khách hàng. SCB ý kiến lại nếu phân loại nợ xấu thì lợi nhuận ngân hàng âm rất lớn, khả năng phá sản là rất cao. Nhà băng đề nghị đoàn thanh tra tạo điều kiện cho xử lý khối nợ xấu. Các bị can thuộc Ngân hàng Nhà nước sau đó giúp tẩy trắng SCB bằng cách bỏ ngoài số liệu, số nợ xấu tại các dự án Mũi Đèn Đỏ, dự án 6A, dự án Doi An Garden. Các chỉ tiêu tài chính cũng được làm đẹp, như nợ xấu từ 91.000 tỷ được giảm xuống còn 53.000 tỷ, vốn chủ sở hữu âm 19.000 tỷ được chuyển thành dương 2.700 tỷ, lỗ lũy kế từ âm 31.000 tỷ xuống còn âm 10.000 tỷ. Trong vụ án, Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khi là người ra quyết định thanh tra, có trách nhiệm chỉ đạo giám sát nội dung hoạt động thanh tra. Bị cáo Hưng vì động cơ cá nhân đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và các cấp dưới xây dựng dự thảo chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ về tình hình, thực trạng tài chính yếu kém của SCB. Đổi lại, ông ta được nhận 390.000 đô la Mỹ từ SCB. Với Đỗ Thị Nhàn, bà ta bị cáo buộc là trực tiếp sửa đổi số liệu liên quan, làm mờ sai phạm của SCB để ngân hàng này tái cơ cấu, thay vì phải theo dõi đặc biệt. Bà Nhàn hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ từ Võ Tấn Hoàng Văn, là cựu tổng giám đốc SCB.